Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang về mới những cái dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Gian báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là một cái lô hoàng thảo trúc mành, hàng về đẹp mê luôn cô chú anh chị này. Hàng về rất là đẹp luôn, thân căng mướt ạ. Thời điểm bây giờ cây đang xuống lá rồi và một dạo nữa thôi là cây sẽ nhú nụ rồi cô chú anh chị nhé. Những cây trúc mành nhìn thân mảnh rẻ như vậy thôi nhưng mà hoa thì ba màu sắc rất là rực rỡ luôn ạ. Cây trúc mành của bây giờ cô chú anh chị mà lấy về là thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời luôn đấy ạ. Không phải bàn cãi luôn cô chú anh chị, hàng rất là đẹp luôn. Và em xin phép được bán hoàng thảo trúc mành của ngày hôm nay với giá là 170.000 cho 1 kg. Mà em bán ngay từ 0,3 kg rồi. 0,3 kg thì cô chú anh chị mình được giò xinh lắm luôn đấy ạ. Em sẽ cân thử cho cô chú anh chị mình 0,3 để cô chú anh chị mình có thể xem nhá. Được một cái giò lan rất là đẹp với 0,3 luôn đấy ạ. Hoàng thảo trúc mành. Cái thân mảnh rẻ nhưng mà hoa thì vô cùng đẹp. Em sẽ cân 0,3 này. Ở đây cái chỗ này chỉ rơi vào 0,2 thôi cô chú anh chị này. Đó, với cái lượng này là chỉ 0,2 thôi. Đây ạ, chỉ 0,2 thôi. Thì tức là rơi vào hơn 30.000 là cô chú anh chị sẽ được một cái lượng hàng như thế này này. Đó, được một cái giò xinh đúng không ạ? 0,3 là được một giò đẹp lắm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Với giá chỉ có 170.000 cho 1 kg thôi. Và em bán ngay từ 0,3 kg rồi ạ. Hoa này thì quá yêu luôn cô chú anh chị. Ngắm mùa hoa thôi đã mắt. Và sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp này cô chú anh chị này. Hàng cũng về xanh mướt và em bên em cắt tỉa rất là kỹ luôn như vậy. Hàng vừa về luôn nhé cô chú anh chị nhé. Tươi roi rói luôn. À, thơm của mùi rừng luôn ạ. Và hàng này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo hoàng lạp. Đó, giá bây giờ đã lên rồi, tuy nhiên thì em vẫn giữ nguyên để giá của chị anh chị mình có thể sưu tầm những cái lan đẹp này. Và sang bên này đây cũng là cái dòng lan ngọc thạch ba màu. Hàng về phải nói là hàng ngọc thạch ba màu Bắc. Thân căng mướt luôn cô chú anh chị này. Cái dòng này thì hoa đảm bảo là chuẩn ba màu sắc. Trắng trên một cái bông hoa với ba màu sắc tuyệt vời. Thân nủ khỏi phải bàn, đẹp khỏi phải bàn luôn như vậy. Và giá ở đây em đang bán là 130.000 cho 1 kg ngọc thạch nhé cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị nhìn cái cho em cái lô ngọc thạch thân căng mướt to đẹp như vậy. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan phượng vĩ ạ. Rất nhiều anh chị đang có rất là nhiều anh chị đã cũng đang muốn tìm cái dòng lan phượng vĩ này. Cái dòng hoa mà nở vào mùa hè với sắc hoa đỏ rực rỡ, một cần hoa có thể dài hơn cả mét và phân nhánh chi chít luôn. Đỏ rực rỡ như là đón chào một mùa hè mới đấy ạ. Đó, một dạo nữa thôi sang xuân là cây bắt đầu là nhú nụ rồi đấy cô chú anh chị. Dễ thuần dễ chăm, có thể ghép vào cây xung quanh vườn đến mùa hoa. Những cái giỏ phượng vĩ này vươn cao với sắc hoa đỏ rực rỡ. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Giá ở đây chỉ có 90.000 cho 1 kg. Giá ở đây xin phép được bán với giá 80.000 cho 1 kg luôn nhé cô chú anh chị nhé. 80.000 cho 1 kg dòng phượng vĩ thôi. Hàng về tươi roi rói luôn này cô chú anh chị. Và sang bên này đây là em có cái dòng lan hỏa hoàng cam. Cũng là cái dòng lan mà với những cái vòi hoa vươn cao và cánh hoa mang hình dáng của những cái bông hoa cam lửa rất là tuyệt vời. Dòng hỏa hoàng cam em bán với giá là 280.000 trong kg. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg luôn cô chú anh chị, tức là hơn 50.000 thôi để cô chú anh chị mình có thể sở hữu những dòng hỏa hoàng cam rất là đẹp. Và tiếp sang bên này đây là một cái lò giò, một cái lô hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Có thể nói là một trong những cái dòng lan đẹp nhất trong tất cả, to và đẹp nhất trong tất cả những dòng hoa lan, mà lại sẽ cho những cái bông hoa tuyệt vời vào đúng cái thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Thời điểm hiện tại thì cô chú anh chị thấy là hàng đã nhú chi chít là nụ đều tăm tắp như thế này. Và nụ thì chưa quá lớn nên là vận chuyển đóng gói đến tay cô chú anh chị mình vẫn sẽ đảm bảo cô chú anh chị là
không có bị hỏng nụ nên là vẫn từng thân một sẽ vẫn được chơi hoa một cách trọn vẹn nhất cô chú anh chị. Và hàng hôm nay thì em xin phép được bán với giá là 240.000 cho 1 kg. Cái dòng này thì là 100% thân tơ, hàng bây giờ đã thực sự đã lên rất là nhiều luôn đấy ạ. Tuy nhiên cái lô hàng này thì em vẫn để nguyên giá cho cô chú anh chị mình. Và sang bên này đây thì cũng là hoàng thảo u lồi, nhưng mà cái hàng này ấy thì nó sẽ có lẫn cả hàng thân già và thân tơ cô chú anh chị này. Đảm bảo cây giống cực khỏe luôn với cả hàng mà có thân già thân tơ như vậy. Và hàng này thì cũng đã cắt tỉa rất là kỹ, gần như là một thân già đi kèm theo một thân tơ. Và hàng hàng này thì nó là hàng bóc ở rừng về nên là sẽ có những cái thân mà nó có thể là bị hỏng cái đầu ngọn nhá chú ý chị nhá, mầm gốc đang lên này. Và giá ở đây chỉ có 170.000 trong kg thôi. Đây là cái dòng lan hoàng thảo mà có lẫn cả thân già thân tơ. Và sang bên này đây là cái lô giáng hương tam bảo sắc ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em những cây tam bảo sắc, bản là xếp dày cộp như vậy, một cái dòng hàng quốc dân ạ. Có lẽ là nhiều các anh chị, nhiều với nhiều anh chị nếu mà một năm không được thưởng thức hoa tam bảo sắc sẽ cảm thấy là thực sự là một cái điều thiếu sót đúng không ạ? Thơm, bền hoa mà cực thơm và dễ thuần dễ chăm. Em đang bán tam bảo sắc hôm nay, cây to đẹp như vậy, giá chỉ 150.000 trong kg thôi ạ. Và bên này đây thì em đang có những cái cây long tu xuân nhé cô chú anh chị nhé, cái dòng long tu xuân ạ. Cái dòng lan mà có thể nói rằng là sai bông nhất trong tất cả những cái dòng hoa lan đây cô chú anh chị. Lô long tu xuân này em gọi là cái lô số 1 này, và thân dài nuột cực đẹp luôn đó, khá là nhiều thân tơ tuyệt vời như thế này. Em đang bán với giá là 180.000 cho 1 kg dòng long tu xuân nhé cô chú anh chị nhé. Hoặc cô chú anh chị mình chọn hàng theo hình ở đây này. Cái lô này em gọi là lô số 1 này với giá 75.000 này, rất là đẹp luôn. Đó, thân nhiều thân dài đẹp làm một giọt tuyệt vời luôn. Lô số 2 và lô số 3, hai lô đẹp như nhau. Lô này em bán 65.000 cho mỗi một lô nhé. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo trúc Phật Bà, một cái dòng lan mà thơm ngay từ thân lá rồi cô chú anh chị này. Hôm nay em đang có những cây giống rất là xinh đẹp luôn. Đó, thì cái hàng hoàng thảo u lồi này này, nó không chỉ đẹp hoa mà cái thân của nó cũng tỏa cái mùi hương thơm ngai ngái, tạo cái cảm giác mà thực sự rất là dễ chịu luôn đấy cô chú anh chị, thư giãn rất là dễ chịu luôn. Và 1 kg của dòng lan hoàng thảo u lồi này, hàng đã rụng hết lá như vậy rồi đấy ạ. Em xin phép bán với giá chỉ có 400.000 trong 1 kg thôi. Cô chú anh chị mua cực lợi cân luôn, sẽ bán ngay từ 0,3 kg đấy cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Hiện tại em đang cân ra những cái lô 0,3, cô chú anh chị nhìn này, rất là nhiều luôn đúng không ạ? Có 120.000 cho những cái lô như vậy nhá. Và sang bên này đây thì em đang có hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Đây cô chú anh chị nhìn này, những cây môi tua xanh mướt luôn như thế này, đang chờ đợi cho một mùa hoa vàng với những bông hoa môi tua độc đáo đẹp đẹp. Giá đây em đang bán là 100.000 cho 1 kg thôi, mà em sẽ bán ngay từ 0,3 kg nhé chú ý chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có hai cái lô bạch nhạn. Mỗi một lô bạch nhạn này hôm nay em để luôn cho cô chú anh chị với giá chỉ có 30.000 cho một lô thôi ạ. Một lô 30.000 cho cô chú anh chị nào đang cần tìm sưu tầm những cái bông hoa màu trắng và hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ đây. Và sang bên này sẽ là cái dòng lai đai châu nhé cô chú anh chị nhé. Đây là dòng đai châu rừng bắc trụ, và thời điểm bây giờ cây đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Đó, mỗi một cây như vậy cho có thể cho từ 2 cho đến 3 cần hoa, như cây này đang là 3 cần hoa này cô chú anh chị này. Và 1 kg đai châu rừng bắc trụ như vậy em bán chỉ có 200.000 1 kg thôi. Đó, số cây sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 3 cây trên 1 kg. Cô chú anh chị mình lấy giúp em 2 kg đi ạ. Là có trụ lan đẹp xuất sắc ạ. Là có trụ lan đẹp xuất sắc luôn rồi cô chú anh chị nhé. Với số tiền chỉ có 400.000 thôi. Đó, thay vì mua những cây từng cây một giá đắt đỏ, chú anh chị có thể lấy luôn cho em những cây đai châu này. Với số tiền 400.000 là có trụ lan đẹp mê. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em này cô chú anh chị này. Ở đây em đang có những cây em bán theo hình đây. Hình này em gọi cái hình số 1 ạ. Hình số 1 với giá em bán là 120.000 cho cái hình số 1 này, cây rất là to. Hình số 2 cũng là 130.000 nhá, đẹp tuyệt vời luôn. Và hình số 3 này 120.000, và hình số 4 đấy ạ. Hình số 4 cũng với giá là 120.000. Và hình số 5, cái hình này có hẳn đến 3 cây luôn mà 150.000 thôi cô chú anh chị này. Đó, hoặc là cô chú anh chị mình có thể muốn sưu tầm những cây đai châu mà có đủ màu sắc luôn thì đừng bỏ qua cái lô đai châu Thái của ngày hôm nay, lẻ mà rẻ hơn cả giá sỉ luôn cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị ngắm từng cây đai châu một đẹp, chậu từng chậu đai châu một đẹp như vậy nhá.
Và một chậu đai châu như vậy em chỉ bán dao động đồng giá có 180.000 cho một cây thôi. Tán lá của nó đây cô chú anh chị có thể đo nhìn giúp em, những cây rất là to, chậu đôi cây nhá, cây đôi nhá cô chú anh chị nhá. Chiều dài của tán lá sẽ khoảng tầm hơn hơn khoảng tầm 30 cm, hơn 30 cm. Đấy, bản lá rất là to và đẹp luôn. Giá chỉ có 180.000 trong một chậu thôi. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây cho em ạ. Dạ, cô chú anh chị mình cũng có thể xem chọn hàng theo. Đây là những cái màu sắc của dòng đai châu rừng Bắc Trụ nhá. Màu nào cũng rất là tuyệt vời như vậy đấy ạ. Đấy. Cô chú anh chị mình cũng có thể chọn hàng theo hình này. Chậu này em gọi là chậu số 6 đây cô chú anh chị, một cặp đôi đẹp hoàn hảo như vậy, 180.000 thôi ạ. Và chậu số 7 đây ạ, 180.000 cô chú anh chị nhá, cũng là 180.000 đây. Và chậu tiếp theo là chậu số 8 này, cũng là 180.000. Và chậu số 9 ạ, nhìn cái thân lá thôi cũng đã cảm thấy rất là tuyệt vời rồi đấy ạ. Dạ, chậu số 9 180.000 ạ. Thân ngách gốc lá thân đỏ au rất là đẹp như thế này. Và sang hình tiếp theo là chậu số 10, cũng với giá là 180.000 này cô chú anh chị này. 180.000 cho chậu số 10 này. Và chậu số 11 này cũng là 180.000 đấy ạ. Cũng là một cặp đôi như vậy, 180.000. Và ở đây cô chú anh chị mình hoặc là có thể chọn theo hàng cây đơn nhé cô chú anh chị nhé. Đây. Cây này em gọi là hình số 12 này, một cây rất nhiều cặp lá như vậy đấy ạ. Hình này em bán là 180.000, bao nhiêu cặp lá? 2 4 2 4 6 cặp lá. Và cây bên này đây là cây số 13, cũng với giá 160.000 đây cô chú anh chị này. Cây này thì rất nhiều cặp lá và xếp rụt luôn, tuy nhiên thì lá hơi dập trên mình một chút xíu. Hình số 14 đấy ạ. Hình số 14 này em cũng xin phép được bán với giá, hình này bán với giá là 160.000 đi cô chú anh chị. Lá bên dưới này hơi dập một chút nhé cô chú anh chị nhé. Và hình số 15. Hình số 15 với giá em cũng bán là 180.000 cho cái cây này này. Rồi ạ, sang bên này đây sẽ là dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cái dòng này thì em đang bán là 180.000 cho 1 kg. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể, à đâu, 320.000 cho 1 kg chứ cô chú anh chị, kiều tím miền Trung. Cái mùa ghép rất là đẹp, giá thì vừa phải mà chơi hoa thì trọn vẹn nhất. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em ạ. Cái hình này em gọi là hình số 10, hình số 16 ạ. Hình số 16 cô chú anh chị nhá. Chỗ này nguyên hai rề này. 150.000 cho hình này, lên một cái giỏ đẹp mê luôn. Và hình số 17 ạ, 108 cho lô này. Và hình số 18 này, 160.000 cho lô này này. Và hình số 19 nguyên một dề. Nguyên một dề này với giá là 160.000 cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 20 thân nủ luôn, bản lá mít. Đẹp tuyệt vời luôn, 150.000 luôn ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 21, 2 dề. Đó, hai dề này cô chú anh chị lên giò được một giò khủng luôn, 220.000 cho cái lô này này cô chú anh chị. Sang bên này đây ạ, là em đang có cái dòng lan hài mốc hồng. Dòng lan hài mốc hồng mà hiện tại đang có rất là nhiều cây đang mèo nụ nhá. Hài mốc hồng em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg hài mốc hồng ạ. Hàng đang rất là nhiều cây mèo nụ. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi. Với 0,3 cô chú anh chị mình có thể là 45.000 thôi ạ. Cô chú anh chị đã có một cái lô hài mốc hồng như vậy này, cô chú anh chị về ghép mỏi tay luôn nhé cô chú anh chị. Cái dòng hàng mà có lẽ cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị mà đã từng được ngắm hoa chắc chắn đều sẽ rất là mê. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hài mốc hồng, cái dòng hoa mà nở vào thời điểm Tết luôn đấy cô chú anh chị. Đây đang có những cây mèo nụ rồi này cô chú anh chị này, khá là những cây nó đang nhú mèo lên nhé cô chú anh chị nhé. Tuy nhiên thì em sẽ không có bán hàng mèo riêng mà em sẽ bán hàng xô thôi cô chú anh chị ạ. Em sẽ bán cân xô cho cô chú anh chị mình, chủ yếu là em bán hàng giống thôi. Đẹp, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông vô cùng là tuyệt vời, yêu xinh đẹp của dòng lan hài mốc hồng. Nên là năm nào Tết đến xuân về bên Trung Quốc cũng tuồn sang Việt Nam mình là những cây lan hài mốc hồng với những giỏ lan mà vài trăm nghìn, hơn trăm nghìn cho một chậu vài cây ạ. Trong khi đó thì cái giá của hàng mình, hàng rừng về, bóc về rất là nhiều như thế này. Tại sao cô chú anh chị không tự trồng và thử nghiệm ạ? Đó, những cây hài mốc hồng với số tiền cực kỳ là rẻ cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây em đang có một cái lô đuôi dáng hương đuôi chồn này. Một cái lô đuôi chồn này cũng đủ cô chú anh chị làm người giỏ đầy to ú đúng không ạ, với giá chỉ có 60.000 cho lô đuôi chồn này thôi. Và tiếp sang bên này đây, còn em còn duy nhất thôi cô chú anh chị nhá, còn duy nhất thôi ạ, một cái cây dendro mà có lẽ là đang có rất nhiều anh chị săn tìm, đó là dòng lan dendro chớp tím đỏ xưa nhá cô chú anh chị nhá, chớp chớp tím đỏ xưa ạ.
Đây là cái mặt bông của dòng lan chớp tím nhá cô chú anh chị nhá. Dòng lan chớp tím, chớp đỏ tím đây ạ. Và cô chú anh chị có thể cùng em tham khảo giá trên thị trường, một chậu để anh chị sưu tầm người ta bán. Đây, một ki, một cây mập với cả một ki đang lên, người ta bán 390.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đây em đang có một cái chậu duy nhất này thôi, mà hiện tại là cây này đang có bói nụ ở trên này rồi. Đang đứng đọt và bói nụ này rồi, mà em bán cái chậu này duy nhất cái chậu hôm nay với giá là 330.000 nhá cô chú anh chị nhá. 330.000 ạ. Và hoàng thảo kèn đây ạ. Thân nào thân nào, thân nào thân đấy căng mướt, là những cây kèn đã thuần sẵn trong chậu như thế này rồi. Cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Về cô chú anh chị có thể sang chậu hoặc là không sang chậu đều được nhé. Bởi vì đây là những cái chậu kèn mà đã thuần rồi. Và khi mà cô chú anh chị ngắm những cái bông kèn mà đã thuần sẵn trong chậu rồi, cô chú anh chị sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt tuyệt vời của nó. Những cái bông hoa nở căng đẹp một cách trọn vẹn nhất nhé. Thậm chí có thể nở hoa trước thời điểm Tết luôn. Một cái chậu như thế này, hàng thuần so với cả hàng không thuần, khi mà nó nở hoa nhìn khác biệt hẳn luôn cô chú anh chị ạ. Hoa hàng thuần nó nở căng rất là đẹp. Cái chậu lan này á, thì một chậu sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 4 thân hoặc là 5 thân. Những cái chậu nào mà rơi vào nhiều thân ấy thì nó sẽ ngắn hơn. Và đồng giá đây chỉ có 90.000 cho một giò thôi. Đó, với số tiền 90.000 là cô chú anh chị có một cái giò lan hoàng thảo kèn đẹp, mê để mà thưởng thức hoa luôn rồi. Từng thân kèn căng mướt như thế này cô chú anh chị. Và bên này đây là những củ tiên ông đủ sắc màu này cô chú anh chị. Hàng đã trồng sẵn trong những cái chậu xinh đẹp, những cái giỏ mà đã có đất xinh đẹp như vậy nhá. Và cái dòng này thì cô chú anh chị về có thể trồng 1 đến 2 tháng thì có thể cô cho cô chú anh chị mình những cái bông hoa rất là thơm. Và một cái chậu như vậy em đang bán với giá 30.000. Cô chú anh chị về mình có thể trồng thủy canh hay là trồng đất đều được ạ. Và 1-2 tháng sau nó có thể cho mình những bông hoa rất là thơm, cực bền hoa. Nếu mà cô chú anh chị trồng thủy canh thì có thể cho cả những cái vẻ đẹp của cái bộ rễ trắng muột nà với cả kết hợp với bông hoa rất là đẹp như vậy. Mà người ta quan niệm rằng cái cây này có thể mang đến sự may mắn nhá cô chú anh chị nhá. Và tài lộc và có thể mang đến sự an lành, người ta quan niệm là như vậy đấy ạ. Đây là những củ tiên ông, giá 30.000 cho một cây ạ. Bên này đây sẽ là những cái cây vanda với những cái bông hoa sắc tím đẹp một cách độc đáo tuyệt vời như thế này. Cô chú anh chị hãy tưởng tượng cho em, khi mà có những cái bông hoa vanda nở, bông hoa những bông hoa to với sắc hoa tím tuyệt vời như thế này, đó, tạo ra một cái sự khác biệt rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng là sẽ là những cái bông hoa đẹp đáng thưởng thức. Hiện tại tất cả những cái chậu này đều đang nhú nụ này cô chú anh chị này, đang nhú nụ nhá. Có những chậu vừa nhú ra ngách nụ như này thôi. Đó, thì em bán với giá chỉ có 9.000 cho một giò. Lẻ mà rẻ hơn cả giá sỉ đúng không ạ? Và bên này đây sẽ là những cái cây cửu bảo tiên. Cái cây cửu bảo tiên nhé cô chú anh chị nhé. Hàng này thì năm ngoái mỗi một cây đã cho những cái bông hoa, một chậu đã cho khoảng tầm 2 vòi bông rồi. Đó, đây là cái lô hàng của năm ngoái này. Và một cái giò cửu bảo tiên như vậy đi ạ. Em bán có chị 80.000 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị có thể tìm theo cái giá của dòng cửu bảo tiên này trên thị trường. Và em dám khẳng định cô chú anh chị mình rằng khi mà ngắm những bông hoa cửu bảo tiên thực tế nở thì chắc chắn không anh chị nào không muốn dinh ngay về nhà với cái mặt bông to như cái chén mắt trâu, độ bền cực kỳ là bền hoa. Cô chú anh chị mình có thể xem những cái bông cửu bảo tiên khi mà nó nở này, bông hoa to như chén mắt trâu với sắc hoa rực rỡ tuyệt vời, cực thơm cô chú anh chị nhé. À, giá ở đây chỉ có 80.000 cho một chậu thôi ạ. Cô chú anh chị lấy giúp em một cặp đôi hai cây. Hai cây thôi là cô chú anh chị có một cái giò lan với có thể cho 3-4 cái cần hoa tuyệt vời rồi. Còn sang bên này đây thì em đang có những cái cây là hoa sống đời, đủ màu sắc xinh đẹp luôn, với độ bền trên 1 tháng thoải mái cô chú anh chị về thưởng thức hoa, trưng trong phòng khách hay là bàn làm việc đều rất là xinh đẹp đấy ạ. Và một cái chậu hoa sống đời như thế này em đang để với giá chỉ có 40.000 cho một chậu thôi, với sắc hoa đỏ này, vàng cam và một cái sắc hoa vừa tím phớt hồng rất là xinh. Đó, chậu nào màu sắc nào cũng rất là tuyệt vời như thế vậy này. Sang bên này đây thì em đang có những cái cây địa lan quân tử nhá. Địa lan quân tử thì nhiều anh chị người ta cũng quan niệm là một cây lan phong thủy, tạo không gian xanh và đặc biệt là thanh lọc không khí tuyệt vời. Cây quân tử này em nghĩ rằng là không có lô nào có thể to đẹp hơn như vậy nữa ạ. Giá ở đây chỉ có 70.000 cho một cây quân tử này thôi nhé chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những giò lan thanh đạm Indo.
Một cái dòng lan mà cái hương thơm cũng phải nói là đỉnh cao, thơm tuyệt vời luôn ạ. Và giá của một cái giò lan thanh đạm Indo như vậy này, mỗi một cây thanh đạm Indo có thể cho mình hai chùm hoa, nên mà khi nó nở hoa thì sai vô cùng như vậy nhá. Giá đêm đang để lại với giá chỉ có 220.000 cho một giò. À, chắc chắn là cho cô chú anh chị một giò lan thơm khắp phố luôn ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Với những cái thân thắt đốt sáng bóng đẹp mê như thế này, một cái dòng lan mà có lẽ không phải chỉ chơi hoa đẹp đâu ạ. Chỉ chơi hoa đẹp đâu, hiện tại đang có một số thân nhú nụ rồi này cô chú anh chị này. Đó, không chỉ chơi thân đẹp mà phải nói rằng cái mặt hoa của nó cũng là một trong những cái mặt bông siêu xuất sắc nhá cô chú anh chị nhá, với ba sắc màu trên bông hoa và lại thơm. Một cái giò lan như vậy cũng rơi vào ít nhất là 8 thân hoa đấy cô chú anh chị. Thân nào thân đấy thắt đốt sáng bóng như thế này này, đảm bảo sẽ cho cô chú anh chị những cái giò hoa tuyệt vời đúng không ạ? Giá ở đây em đang để có 160.000 thôi. Cô chú anh chị nhìn cho em những giò chuỗi ngọc đẹp mê như vậy đấy ạ. Thân thắt đốt sáng bóng và căng phình như thế này. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan đen đô xuân nhé. Hàng đang chi chít là nụ này. Thân nào thân đấy mập nụ hơn cả cái ngón tay cái của em. Độ bền của đen đô xuân thì cô chú anh chị mình biết rồi. Độ bền phải tầm trên 2 tháng trở lên. Hoa có hương thơm này. Thân nào thân đấy to hơn cái ngón tay cái nhé cô chú anh chị nhé. Rơi từ ít nhất là 4 thân hoa trở lên ạ. À. Nụ đẹp như thế này. Và một cái giò đen đô xuân như vậy em đang để với giá là 160.000 nhé cô chú anh chị nhé. 160.000 rơi vào ít nhất một chậu là 4 thân và đang nụ cũng như là đang lên mầm gốc, cây cực khỏe luôn. Cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm những cái sắc màu, đủ sắc màu của dòng đen đô xuân, và mặt bông nào thì cũng phải nói rằng là đáng thưởng thức ạ. Dạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng đen đô xuân. Tím đậm hay là tím phớt hồng, hay là màu vàng, hay là màu tím đậm đà họng đen này đều cực mê đúng không ạ? Đấy, từ những cái màu nhạt màu cho đến những cái mặt bông đậm đều vô cùng tuyệt vời như vậy. Và với những cái giò lan như thế này, hai thân thôi đã đủ mê rồi. Giò từ 4 thân trở lên như vậy chắc chắn cho cô chú anh chị những giò hoa tuyệt vời đúng không ạ? Hoặc là đây ạ, à, em đang có những cái giò phải rơi 7 8 thân trở lên mà chưa nhú nụ thì em cũng bán đồng giá 160.000 nhé. Đó, thì cô chú anh chị muốn lấy hàng đang nhú nụ rồi. Đó. Hoặc là hàng chưa nhú nụ ạ, à, thì cứ báo em. Riêng những hàng chưa nhú nụ này thì thân căng quá đẹp như vậy, cô chú anh chị nào mà biết về làm nụ ấy ạ. À, kích một chút thôi 15 ngày sau là nở rộ hoa cho nó rộ nụ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây là em đang có những cái cây, đây là những cái giò giả hạc Pháp ạ. À, những cái thân giả hạc Pháp thuôn dài mềm mại. Cái dòng lan này thì với bản thân em cũng là một cái cây lan mà nó có vẻ đẹp riêng từ thân lá, với những cái thân thuôn mềm mại như vậy này cô chú anh chị này. Giá ở đây thì mỗi một chậu như vậy cũng rơi ít nhất là khoảng tầm trên dưới đâu đây là chục thân cho một giò. Và hàng cũng là hàng chủ hoa Tết. Em đang để với giá là 130.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị nhìn hoa giả Pháp, sai bông từ gốc đến ngọn như vậy nhá. Và bên này đây là giả Khao Oai. Thân nào thân đấy căng mướt ạ, rất là tuyệt vời luôn. Một chậu cũng rơi vào ít nhất là 6 thân. Thân nào cũng mập và đẹp vô cùng như thế này, tuyệt vời như thế này. Giá 130.000 cho một giò. Hàng này cũng là hàng mà cô chú anh chị về, nếu như mà muốn nhìn thấy ngay nụ, cô chú anh chị hãy dùng chút kích là chắc chắn là cho hoa một mùa hoa xuất sắc nhé. Còn sang bên này đây thì hàng không cần cô chú anh chị kích mà cũng sẽ cho hoa luôn, đảm bảo hoa tuyệt vời luôn đây. Đó là dòng giả hạt chớp Mỹ. Nhiều anh chị chơi lan, nhiều anh chị chơi lan ấy ạ, sưu tầm những cây giả hạc chớp Mỹ này để chơi hoa Tết, không phải vì vẻ đẹp cánh hoa tím chớp độc đáo tuyệt vời này mà vì cái hương thơm quá tuyệt vời của nó đấy ạ. Đó, một cái dòng lan mà đẹp từ hoa đến cái hương thơm. Và nếu như cô chú anh chị mình muốn sưu tầm thì đừng bỏ qua cái giai đoạn này ạ. Cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi, nứt nụ rồi đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy đấy ạ. Đó, thế ạ. Những nụ nú đang nhú ra khỏi thân như thế này nhá. Thân nào thân đấy mập nú. Mỗi một thân hoa, mỗi một thân chắc chắn sẽ là một suối hoa tuyệt vời. Một chậu rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên nhá cô chú anh chị nhá. Chậu rơi ít nhất 4 thân trở lên. Thân nào thân đấy to mập và tuyệt vời vô cùng luôn ạ.
Giá ở đây em đang để này, chậu như chậu này 100, chậu này 5 thân này là 6 thân này, chậu 4 thân này. Nói chung là chậu nào cũng rất là tuyệt vời luôn và giá ở đây em đang để có 160.000 cho một giò thôi. Hàng sẽ bao chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình nhá. Những bông kiều tím, hàng chuẩn là kiều tím chuẩn theo đúng nghĩa của nó mà khi mà nó sổ hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Vì nhiều cô chú anh chị đã từng thất vọng khi mà mua nói là mua kiều tím nhưng mà nó sổ ra cái mặt bông không tím, tím không như ý đúng không ạ? Mặt bông của em sẽ bao chuẩn tím đẹp mộng mơ như thế này cho cô chú anh chị mình này. Đó, và hàng này thì không xa đâu ạ. Xuân tới này là có thể cho cô chú anh chị những bông hoa tuyệt vời rồi. Giá chậu như vậy rơi vào 6, 7, 8 thân. Rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Chỉ có 170.000 cho một giò thôi ạ. Thay vì mua trăm nghìn cho đến vài trăm nghìn cho một thân kiều tím của các vùng miền, cô chú anh chị hãy lấy cho em một cái giò lan như thế này hơn 100.000 thôi mà có thể tạo tác phẩm luôn. Còn sang bên này đây thì em đang có những cái chậu kiều Lộc Bắc thân nù như vậy, bình thường em đang để giá 170, hôm nay em để giá 150 luôn cho cô chú anh chị mình sưu tầm này, kiều Lộc Bắc nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em đang có hai cái chậu duy nhất, hai cái chậu đen đỗ mất đen, hàng cũng đang chi chít là nụ đây cô chú anh chị nhìn này, sưng nụ chi chít luôn ạ. Đây ạ, đẹp mê luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, quá là mê luôn đây. Ồ, chậu cũng rơi vào 7, 8 cái thân hoa gì đó. 2, 4, 6, 7, 8 thân hoa. 170.000 cho một cái chậu đen đỗ mắt đen này nhá. 170.000 cho một giò. Một cái lô kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm đấy ạ. Toàn là dề to mập ú thôi. 40.000 luôn cho cái dề kim điệp nhựa này với độ bền của kim điệp nhựa tầm trên 2 tháng nhá, cực thơm. Và bên này đây là một cái lô cắt lay A. Bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị. Hàng hiện tại có những cái bông là có bông bông hoa cam môi son nhé cô chú anh chị nhé, rất là đẹp này, hoặc là những cái bông hoa mà trắng cánh trắng và lưỡi tím, hoặc là những cái bông hoa mà cánh màu hơi ngà vàng đó, hơi hơi vàng nón chuối và cái lưỡi tím như thế này, và có những cái bông hoa mà tím đỏ rất là tuyệt vời luôn đấy. Mỗi một cái chậu như thế này này, cái dòng này này hiện tại thì không còn nụ còn hoa nhé cô chú anh chị, em bán hàng lá. Chậu rất là mập và khỏe đẹp như vậy đấy ạ, với giá chỉ có 80.000 cho một giò thôi. Mà hàng này thì bọn em bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình nhá. Chậu màu vàng, chậu màu xanh, chậu màu tím. Nói chung là bao chuẩn mặt bông cây giống. Hàng này thì về cô chú anh chị mình thưởng thức hoa quanh năm cô chú anh chị ạ. Với cả hàng ấy thì mình về trồng lên và những cái bông hoa về đến vườn mình rồi mới bắt đầu cho nụ cho hoa thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa gọi là trọn vẹn nhất ạ. Đẹp nhất nhá cô chú anh chị nhá. Chỉ có 80.000 cho những cái chậu cát lean như vậy nhỉ. Sang bên này ạ, là em đang có chỉ còn có vài chậu duy nhất cái dòng lan hoàng nhạn rừng thôi. Hoàng nhạn rừng thôi nhá cô chú anh chị nhá. Hàng nhạn rừng và cây cô chú anh chị có thể ngắm cho em, nó không khác gì cái dòng nhạn 4N luôn ạ. Đẹp chưa ạ? Thực ra cái nhạn 4N cũng là cây hàng từ nhạn rừng mà được nhà vườn Thái người ta trồng thôi. Đẹp. Đây, cây rơi vào ít nhất 4 cặp lá trở lên ạ. Khi này em gọi là cái hình số 25 nhé cô chú anh chị nhé. Còn duy nhất, em còn duy nhất 3 chậu thôi. Em bán với giá chậu này là 150.000 này. Chậu tiếp theo là chậu 26. Hàng đã trồng sẵn trong chậu này và trồng trên cái khúc gỗ như vậy nhá, để trong chậu khúc gỗ, để trong chậu như vậy nên là về cô chú anh chị dễ dàng thay chậu này. Một cái chậu lan mà lá rất là đẹp, là ngắn xếp cực đẹp như vậy. Cái giò này em bán 150.000. Và chậu số 32. Chậu số bao nhiêu nhỉ? Chậu số 23 chứ. Chậu này 24, chậu này 23. Một cặp đôi, một cây lớn và một cây nhỏ, rất là đẹp. Em bán chậu này với giá là 110.000. Và ở bên này em đang có 4 cây, 4 cây nhạn rừng mập nù ú đây cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4, 5 cây cô chú anh chị ạ. Ôi thôi, 4 cây đi, 3 cây này đi cô chú anh chị. 3 cây nhạn này xin phép được bán là 100.000 này. Và bên này thì có 2 cây lớn với cả 2, 4, 5 cây nhỏ. Chỗ này em bán là 60.000. Đó, những cây nhạn rừng nhé cô chú anh chị nhé, bóc ở rừng về cô chú anh chị về tự trồng chăm đi ạ. Và bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ. Cô chú anh chị đã chơi lan lâu rồi thì chắc là nhiều cô chú anh chị đã từng mua thân trầm rồng đỏ với vài trăm nghìn một thân đúng không ạ? Một cái dòng lan mà phải nói rằng là cực kỳ phù hợp để mà thưởng thức trong những ngày Tết đến xuân về, với sắc hoa đỏ thắm và siêu thơm vô cùng. Đó, cái sắc hoa đỏ và khuôn bông hoa to không khác gì hàng rừng, đẹp tuyệt vời như thế này cô chú anh chị.
vài thân thôi, một hai thân thôi, đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Thì ở đây em đang có cái chậu này gọi là chậu 35, ba thân to nù luôn. Thân to như cái ngón chân tay cái của em luôn ạ. Và giá ở đây em đang để giá có 110.000 thôi ạ. Chậu tiếp theo là chậu số 34 này cô chú anh chị này. Chậu số 34. Đi ngược một chút à. Chậu này đẹp chưa cô chú anh chị? Ba thân mà có thân có thể dài đến cả 80 cm rồi ạ, đẹp mộng mơ luôn. Với giá là 110.000, cũng 110.000 luôn. Và chậu số 36 này, cũng chậu này là rơi 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. Chậu này rơi 4 thân, có thân dài đến cả gần cả đâu đây cả mét luôn đấy ạ. Chậu này em xin phép được bán 120.000 cho chậu này. Và chậu số 37 ạ, 4 thân ạ, 120.000, to mập mú luôn, 4 thân cô chú anh chị đều tăm tắp luôn. Và sang bên này đây sẽ là chậu số 38, chắc chắn cô chú anh chị bỏ ra hơn 100.000 để được mối giò lan mà không làm mình thất vọng luôn. Chậu này em bán là 110.000, chậu số 38. Chậu số 39 ạ, là một cái chậu lan em đang thanh lý này, cái chậu này nó hơi cong queo một chút xíu, ở chậu này em xin phép được để giá có 50.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo là cái chậu số 40. 4 thân siêu mập đẹp tuyệt vời luôn như thế này. Giá em đang bán để là 120.000. Và sang hình tiếp theo là 41 này. Nguyên một cái chậu như vậy em xin phép được bán 110.000 ạ. Và chậu số 42 này ạ. Chậu 42 này em đang bán là 110.000, 110.000 nhá. Và chậu 43 cũng với giá 110.000. Đó, tùy cô chú anh chị mình lựa chọn muốn sưu tầm chậu nào thì cứ báo em ạ. 110.000. Chắc chắn những cái thân trầm rồng đỏ căng này sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa tuyệt vời với thân mập nú như vậy. Đây thì em đang có hai cái chậu lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cái chậu này gọi là chậu số 1 này, gần cần hoa to đùng luôn, cốc 3.5 rất là đẹp như vậy. Em đang để với giá là 35.000 cho chậu này nhá cô chú anh chị nhá. À 50.000 ạ. Chậu số 2 cũng với giá 50.000 ạ. Đấy ạ, 50.000 cho chậu này, chậu số 2. Hôm nay em vừa về cái món lạp sườn đây cô chú anh chị. Mùa đông đến và Tết đến xuân về. Cái món quà quê hương của Cao Bằng, làm từ cái món thịt lợn bản ngon nhất. Một túi như vậy ạ, túi lạp sườn như vậy, đóng gói nửa kg, hun bằng bã của cây mía vàng ươm cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào đã từng được ăn lạp sườn của nhà em năm ngoái rồi thì biết ạ. Và một túi lạp sườn như thế này là nửa kg, em xin phép được bán với giá là 130.000 cho một túi nửa kg cũng như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào lấy cả 1 kg với giá sẽ là 250.000 ạ, cho 1 kg lạp sườn. Và cái lạp sườn này thì là tự tay gia đình em chọn từ cái miếng thịt ngon nhất và tự làm, tự hong, tự phơi và tự hun nhé cô chú anh chị nhé. Bên này đây là em có món chè ô long của vùng Yên Bình Cao Bằng ạ. Em bán một túi chè ô long nguyên bình Cao Bằng như vậy ở trùng vùng núi Phe Rén với độ cao trên 1.000 m², cho có vị thơm ngon và đậm đà riêng này. Em bán với giá là 170.000 cho một túi nửa kg và chè dây. Cái túi mà rất là nhiều tuyết như thế này, nửa kg cũng là hàng nhà em tự sao đấy ạ. Em bán với giá là 150.000 cho túi nửa kg này. Bên này đang rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size 1234, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 cho kg. Duy xanh 50.000 ạ, Atonic 12.000 cho một gói nhá. Và Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp xúc thai, hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một gói và xúc xúc thai ạ. Cái hóc môn cái hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Siêu gian rễ N3M với giá 30.000 cho một lọ, B1 Thái 40.000 cho một lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và Kim Kim Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm 35.000 một túi ạ. Bên này thì em có giả sản phẩm mà phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi ạ. Và bên này đây thì em đang có những cái sản phẩm là những cái giọt tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cô chú anh chị nhé. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí ạ. Và mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời, giảm đau rất là hiệu quả. Cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng thì người ta có thể cho vào
cái món ăn tạo hương vị, tạo độ ngọt và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe đúng không ạ? Từ những cái giọt tinh dầu hồi như vậy thì chắc chắn sẽ đem lại cho cô chú anh chị những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời ạ. Cô chú anh chị thử một lần thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, cảm nhận cái mùi hương tuyệt vời, cái sự tuyệt vời mà nó đem lại cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.